vẫn thấy em thường ngày. Những thước phim, những lời nhạc cấu xé, những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe. Trở về thành phố này đều là đã từng, mang theo những kỷ niệm giờ em chả cần. Mẹ anh nói đây là nợ anh phải trả dần, nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra. Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần là chăn gối. Vài người bạn vẫn luôn có mặt đỡ một phần nào tăm tối. Những tin nhắn dài anh gửi cho em nhưng anh chưa từng làm băng giỏi. Anh chỉ muốn có những cảm giác mà hồi lâu anh muốn một lần tự do, muốn một lần được bỏ trôi, muốn gặp em ngày đó, muốn là anh hôm qua, muốn gặp nhau lời em nói theo một cách nôm na. Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để lâu.